Bây giờ cô muốn tôi chở cô đi đâu á thì cô nói để tôi chở cô đi, chứ cứ đi vòng vòng hoài vậy cô. Thì anh cứ đi thẳng theo tôi chỉ đi rồi biết. Là cứ đi theo cô chỉ đúng không? Ừ. Kìa, chạy tấp theo hai cái anh đó cho tôi, hai cái thằng đó đó. À. Anh ơi đi không anh? Vui vẻ không? Alo. Kìa cái anh đó kìa, tấp vô anh này. Ôi, lợi dụng hả ông nội? Cô mới đang lợi dụng tôi đó. Ở tù như trời đó tôi không có làm đâu. Anh biết rồi đúng không? Anh tin tôi đi, tôi không có để anh liên lụy đâu. Sao không liên lụy? Cô đang ngồi trên xe của tôi đang chở cô. Trời ơi cô ơi, tôi biết là cô đang cần tiền đúng không? Nhưng mà đâu có nhất thiết là bây giờ mình phải đi làm cái chuyện phạm pháp đó. Chết người như chơi á. Phạm pháp giờ này anh còn sợ chết người gì? Tôi kỹ mấy vụ đó lắm. Kỹ cái gì mà kỹ? Bây giờ tôi nói cô nè, tôi nhất định là không có chở cô qua đó giật điện thoại người ta đâu. Cái gì anh nói gì giật điện thoại gì? Chứ không phải hồi nãy tôi đang nói tới phạm pháp của cô đang tính giật điện thoại của ông đó đúng không? Ôi trời, anh ngu thiệt ha, anh ra buồn ngu vậy. Thì ra là như vậy. Tại sao hồi nãy cô không nói quạch toẹt ra cô làm? Thì nãy giờ tôi tưởng anh biết rồi, quắc quá trời quắc luôn. Ai mà biết cô quắc ai, nhiều khi cô quắc bạn cô sao tôi biết được. Thì giờ anh biết rồi, anh khinh tôi phải không? Tôi không có khinh cô nha. Không khinh chở đi. Công việc nào có phù hợp với tôi đâu. Cô tìm người khác chở cô đi. Mẹ khinh thì nói mẹ là khinh đi, mày đặt hợp với ông hợp. Anh đừng có tưởng là nãy giờ tôi không biết cái ạp anh bị khóa với cái bà kia rồi hả? Bây giờ 29 Tết rồi, anh không chở tôi, anh chở ai? Anh nhịn gì? Anh muốn đánh tôi đúng không? Anh muốn đánh thì anh đánh đi. Mày đánh đi, về nhà chồng tôi đánh tôi cũng vậy à. Lên xe đi tôi chở. Tôi nói thiệt với anh, tôi mà có tiền tôi cũng chở anh rồi. Lên xe đi tôi chở cô đi. Mà tôi hỏi cô nè, bây giờ ban ngày á, sao cô không đợi trời tối đi rồi hãy đi tìm khách? Không ai làm cái vụ này mà ban ngày hết trơn á. Về nhà giờ này mà không có tiền đặng nó đánh hả? Đàn ông giờ ngộ lắm. Ban đêm thì nó đi ăn khuya, còn trưa thì nó nghỉ trưa. Anh có vợ con gì chưa? Anh ăn vợ anh giờ nào vậy? Vợ tôi hả? Ủa, tự nhiên cái cô nhắc tới vợ con tôi làm cái gì? Cô chỉ cần biết bây giờ là tôi đang một mình à, rồi công việc của tôi không ổn định nè. Tôi đi chạy xe vậy đâu có đủ tiền xạo mà nuôi đâu. Mặt chị em không có. Tôi nói thiệt. Tôi đê phải không? Gì bị đê? Không. Gì bị... Thử cái ơi. Ê, làm để gì thử miếng ơi. Cô không có giỡn vậy nha. Thử coi có bị đê không? Ê. Thử cái làm gì sợ dữ trời, mất gì đâu sợ. Tôi không có quen giỡn đụng tay đụng chân kiểu đó. Không, cái này tôi nói thiệt. Ê, không có giỡn nha. Giờ tôi nói trước nha, cô có muốn tôi chở cô đi không? Đi. Tôi chở cô đi là cô không có được đụng với người tôi. Tôi có làm gì anh đâu anh sợ. Bắt quá anh mở hàng cho tôi. Ê, giỡn vậy không vui nha. Hả? Lên xe tôi chở đi. Và cấm đụng vô người tôi nữa đó. Leo lên đi. Thử coi cái làm gì dữ vậy. Không giỡn, nói thiệt rồi đó, không giỡn nữa đó. Người gì đâu mà nhát. Ê, lên xe. Rồi, đói bụng chưa nè? Đói xong đâu, sáng giờ có ăn gì đâu. Rồi, giờ tôi chở đi ăn. Nhưng mà ăn gì ăn, không được ăn tôi á. Ê, anh chờ tôi nha, có gì xong tôi gọi anh.
cho cô bánh mì đi con. Không lấy hành, không lấy đồ chua, không lấy ớt luôn nha con. Cô ơi, cô làm hai ổ luôn nha. Hai ổ luôn. Không biết ăn hành ăn ớt không? Cô cứ làm hai ổ giống nhau nha cô. Gì mới đó gọi rồi. Không lẽ con cha kia lẹ dữ vậy? Tôi nghe nè. Cái gì? Rồi, tôi qua liền, chờ tôi chút nha. Xong chưa cô? Xong rồi nè con. Ê, cảm ơn cô. Ê, tiền thối. Anh vào xem cổ có sao không? Xong kêu tôi vào dọn phòng. Tết nhất tới nơi làm cái gì cho khổ cái thân. Có chuyện gì vậy? Chuyện thường lễ quỵ. Mấy thằng đàn ông đi chơi chơi gái á, bị mấy bà vợ phát hiện đến ghen. Tôi nói vậy có lịch sự không anh thạc sĩ? Mặc đồ vô đi, tôi chở cô về. Cũng đúng. Bộ dạng của tôi lúc này có chó lắm thầy, không về làm gì. Mà khoan, anh đóng cửa lại đi. Cô cứ thay đồ đi, tôi sẽ ra ngoài mà. Tôi đâu có nói là anh ra ngoài đâu. Đừng nói là cô bị người ta đánh tới mức không thể tự thay đồ được nha. Tôi biết bây giờ nhìn tôi tệ lắm, nhưng mà anh ráng nhắm mắt là đại một cái để sao tôi có tiền trả anh. Nói bậy bạ cái gì vậy? Cái gì mà một cái hai cái? Hay nửa cái cũng được, sao tôi có tiền trả anh bây giờ? Cô đúng là bị khùng thiệt rồi. Ai mà thèm lấy tiền của cô? Nhìn bộ dạng của cô bây giờ, có 1/4, 1/8 hay 1/16 gì cũng không có được cái gì đâu. Đâu mà nửa cái một cái cái gì. Làm ơn mặc đồ vô tôi chở về. Trời ơi, anh thử anh đi dằn nguyên ngày coi anh ăn nổi không. Rồi về tối gặp thằng chồng tôi, nó dằn tôi một trận nữa, tôi ói ra không luôn á. Mà tôi thấy ngộ ha. Có nhiều lúc á, tôi thấy cô rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường. Mà có nhiều lúc nhìn cô cứ giống như là con mèo ướt vậy đó. Thì ai mà không có lúc này lúc kia. Nhưng mà anh hiểu không, nhiều khi á, bị đánh ghét á, cái nó ghiền. Không đánh á, cái nhớ. Hèn gì lúc nào á, cô cũng bầm dập hết trơn á kìa. Chứ đâu có như anh. Tôi sao? Anh... Tôi đã chứng kiến ngày hôm nay anh bị hai người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ mà anh không làm gì được hết. Đó là tại vì tôi không thích hơn thua với người khác, đặc biệt là phụ nữ. Xạo, chứ không phải yếu mà ra gió hả? Ừ.
Tại vì cô chưa thấy thôi. Chứ lúc á, bình thường á, là tôi hiền hiền vậy nè, chứ thử đụng chuyện coi. Tôi dữ lắm à. Ví dụ nha. Nếu như bữa nay tôi bị đánh ghen ở khách sạn, anh có mặt ở đó thì anh làm gì? Trả lời không được vậy. Mà thôi, mấy cái chuyện đó bỏ qua đi. Giờ tôi muốn hỏi anh cái chuyện mà nó thú vị hơn nè. Chuyện gì? Đó là cái bà Tám, bà nói anh bị vợ anh bỏ. Anh kể cho tôi nghe đi. Tôi nói trước nha, chuyện đó không có vui. Vui, tôi nói vui, anh kể không đi. Vui, không vui. Tôi muốn nghe. Muốn nghe đúng không? Biết cái này gì không? Nhẫn. Thì đương nhiên nó là cái nhẫn rồi. Đây là nhẫn cưới của tôi. Thật ra tôi đã có vợ rồi. Cũng lâu lắm rồi. Hồi đó tôi không có thường xuyên chăm sóc gia đình, mà tôi chỉ biết học thôi. Suốt ngày tôi chỉ cắm đầu vào học. Tại vì đơn giản hồi đó tôi nghĩ rằng á, khi mình học á, mình sẽ có rất là nhiều thứ. Thì cũng đồng nghĩa với là tôi mất hết tất cả mọi thứ. Cổ là người bỏ tôi đi mà. Nhưng mà quan trọng là anh có còn yêu chị không? Không. Vậy anh có định tìm người tiếp theo không? Tôi sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để tôi có suy nghĩ cũng như là chọn lựa thật kỹ lại chứ. Trời ơi, nói lắm như là mình có giá lắm vậy. Cũng đúng. Thà chọn kỹ còn hơn. Cô yên tâm đi. Khi chúng ta chọn sai, chúng ta có thể chọn lại được mà. Có khi nào cô nghĩ là tôi với... Tôi hả? Chọn lại nữa hả? Đúng rồi. Chọn lại được mà. Nhưng mà anh có ai giới thiệu tôi đi. Tôi là tôi đổi gu rồi. Bây giờ tôi phải quen đại gia. Đại gia hả? Tôi phải chắc lọc. Thì cô muốn quen đại gia cô cứ quen đi. Thì anh kiếm cho tôi đi. Tôi có biết ai đâu mà kiếm. Cô muốn quen đại gia thì cô tự tìm đi chứ. Tính hỏi gì tôi đúng không? Ừ. Hỏi gì? Rảnh không? Rảnh. Ăn tôi đi. Nữa hả? Ăn bánh mì đi ha, ăn bánh mì đi. Đó. Trời ơi, bớt giỡn đi.